năm 2016 lần đầu tiên thay lọc xăng đây. Đây mới luôn. Toàn bộ là toàn hàng xịn hết đấy. Lọc xăng nó này. Nhưng mà nó lâu quá rồi thì mình nên thay đi. Thay đi đi cho nó thông thoáng, nó sạch sẽ này. Tắt máy. Ra cái hết mà. Nhưng mà nó từ năm 2016 giờ lần đầu tiên thay rồi đấy. Trong cái lọc của lỗ bẩn này, cái lọc mới nó sạch cái này mà. Nhưng mà đặc biệt những cái dòng Kia nó rất hay bị bục ở cái này. Cái này cực kỳ luôn. Mazda thì ít gặp, Kia thì gặp nhiều. Lại mà thay liền cả giá này thì nó tiện. Xì sạch cái đấy đi, xì sạch cái lưới đi. Lưới này lấy xuống hơi xì sạch đi. Lưới lọc này thì lưới lọc khô này thì ít khi phải thay lắm, chỉ có lọc tinh này mới cần phải thay này. Thay luôn hẳn lọc xịn sò đây cho nó sướng. Đúng rồi, thay lọc xăng xong là đi cảm giác là nó thoát máy hơn rất nhiều, nó không bị bí nữa. Bị y nhiều khi là cái lọc này nó bị bẩn đấy, bẩn vào trong đấy, đi nó khi mình tăng tốc lên nó không thoát đâu. Đã như là mình gọi là nó như kiểu nó bị xăng nó và nó luồn qua đây nó ứ, nên là đi nó khó chịu lắm. Cái cốc đựng này tí để sinh nó bằng. Thay những cái loại này là nó liền cả giá này luôn, liền cả giá này, cứ thay cả giá. Xong một tí lấy cũng hơi xì đi. Hơi xì sạch. Chất ra đẹp xì hết này. Sau khi thay xong này đi sẽ cảm nhận sự khác biệt luôn. Thay luôn ra hai giày khu loa. Dòng này CX5 sẽ có hai dây nhé. Một dây máy phát là điều hòa, một dây là dây bơm nước và trợ lực. Trợ lực thì bơm nước. Này, tháo đáy kia. Làm tháo cái tấm này ra dễ lắp đặt. Nó phanh bảo dưỡng luôn nhé. Bảo dưỡng luôn 4 bánh.
này, cái con này nó có hiện tượng là cái chân máy nó kêu. Chân máy này nghe tiếng kêu khó chịu này. Này chân máy mới. Mới chịu luôn. Bây giờ chân này tháo ra rồi đấy. Chân kia này vừa thay rồi. Khó chịu lắm, tiếng kêu. Và xịn xò. Xịn xò luôn. Có tháo tấm chắn không? Đấy, dây mới này. Dây cũ này, dây cũ nó chạy nó lâu quá, lão hóa, nó khô cứng này. Yên tâm.